Cái này hôm có mưa nè, đường đọng nước quá trời, bây giờ lát 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 mấy giọt. Âm mưu tới đây, rừng âm mưu gần lên tới đỉnh rồi, 8 9 9 cây nữa, nó chỉ 9 cây nữa là quẹo phải, ôm phải chứ nó không chỉ cục cờ, nó vẫn nói là tiếp tục trên lũng cú. Chị Google là chỉ giỏi ở đô thị thôi nha, chứ còn chỉ lên vùng núi là chỉ teo chim chỉ liền, chỉ tầm bậy tầm bạ cũng thôi. Hôm qua tôi đi chỉ tùm lua, sạt lở ở đây quý vị quá bình thường, bình thường ở tất cả những vùng núi ở Việt Nam. Nếu anh tàn phá thiên nhiên thì nó vậy thôi đó, ví dụ thấy rừng trên không quý vị, rừng trồng lại không đó, nhìn là biết. Chứ cái rừng nguyên sinh nó đủ thứ chủng loại, nó có dây, nó leo chằng chịt. Địa phận xã Lũng Cú, tám cây nữa tới Lũng Cú đó, đường ngon vậy chạy đã nè. Đường nó làm rộng ra một tí là ôm cua hết sướng. Lên đây là đỉnh ơi, mây mù hồi xưa giờ vẫn còn ngon nghe quý vị. Bữa qua tôi đi để có cái huyện gì ta, từ cái huyện ra đó, người Hà Mông đó quý vị, từ cái huyện ra để tôi nhớ coi cái gì Hà vậy nè, đi lên cái đỉnh trời không thấy gì chưa. Qua khúc này cái nó hết mùa sương cái gì thấy không, Hà Quảng đúng rồi, từ cái huyện Hà Quảng mà giáp với cái huyện tự nhiên không nhớ, à giáp với cái huyện Bảo Lâm, tức là lên đến cái chỗ Bảo Lâm kính chào quý khách là nó tối thui không thấy có gì luôn.
mà đi cả mười mấy cây như vậy đó, lộng cấu 6 cây số nữa mù rồi. Tôi để cái này cho quý vị coi cho vui. Mẹ tôi không thấy đường tôi chạy nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Người ta thấy đường ta đi người ta quen đó quý vị, mình đâu có thấy đâu. Thôi cứ đi theo cái đứt cái xe đi. Đó, đi về cho quý vị thử cái chơi. Mặc dù tôi biết là video quý vị nhìn không thấy gì rồi, nhưng mà để biết đưa ẩm ở cái chỗ huyện Bảo Lâm nó cũng vậy đó, nó còn tối hơn vậy nữa, ghê không? Xe đó nó pha đèn chứ tôi không thấy gì hết. 2 người gặp giao nhau. Đó là vô cái xã Lũng Cú này, vô cái địa phận xã Lũng Cú này, bây giờ nó may mà quyền đây. Đó cái chữ đó tôi đâu có thấy gì đâu. Bây giờ là 8:05 mà nó vậy đó.